Rồi, xin chào tất cả các bạn, chào chị Thùy Trang thân mến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Thùy Trang trong nhóm giải đáp nha. Và Facebook là đây. Dù bận bịu công việc, song chị đã cố gắng hoàn thiện bài tập. Mong thầy sửa bài sớm để chị cố gắng hơn, đúng không? Cảm ơn thầy đã giúp chị thoại nguyện ước mơ được học vẽ. Mong sao đủ điều kiện để theo học các khóa học thầy nhiều hơn nữa. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị Thùy Trang thân mến. Em nữa, ngày hôm trước thì thứ năm thì tôi có nhận được câu hỏi của chị rồi, nhưng mà mấy thầy trò đang đi công trình ngoài thực tế, thế là thành ra là bận quá, và ngày hôm nay mới có thể giải đáp cho chị nha. Đầu tiên là rất là mong chị thông cảm đã. Xem là có bạn nào bình luận chưa nào. Ồ, thầy cũng bình luận ở đây. Thầy động viên chứ thật ra lỗi khá nhiều. Trong vẽ có một thứ khó sửa hơn là ở cuộc sống thấy được sai mà không thể nào sửa nổi, đó là mây. Sửa nát bài không dám sửa nữa vì sợ nó cục bức tranh, không làm sao cho nó mềm và bay được, đúng không? Tính chắc Vũ Nguyễn chấm điểm 10. Rồi. Rồi, rất cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào nội dung của bức tranh nha. Đầu tiên thì chúng ta thấy là tổng thể, nhận xét về tổng thể bức tranh nữa. Chị Thùy Trang đã rất là cố gắng trong bài tập này, và chúng ta thấy là từng cái nét bút, từng cái cách làm cũng rất là trau chuốt, và đôi khi có những cái mảng chị rất là feel, đúng không? Và những cái cây này lại rất là nắn nót này, chi tiết này. Tuy nhiên chúng ta sẽ để ý một chút nha. Phố cổ chúng ta là hình là tương đối phẳng đấy, nhưng mà hình như chụp lên là bị hơi vẹo tranh. Ví dụ như những cái mảng này này, mảng góc tường nó phẳng như này, thì chúng ta xem là cái góc tường so với góc tranh ngoài cùng bên phải này nhá, chúng ta phải song song với nhau để được ngôi nhà nó thẳng lên, chứ chúng ta không nên là để nó bị siêu vẹo quá. Đấy, siêu vẹo quá thành ra là hơi nguy hiểm. Đấy, mặc dù phố cổ nó cũ nhưng mà tất cả ngôi nhà nó phải vào khuôn, nó đẹp đẽ với nhau nhá. Thứ hai nữa là về chi tiết người này, người thì có vẻ là hơi nhỏ so với tổng thể cái ngôi nhà. Nếu mà chị có thể cho tăng người thêm một chút nữa nhá. Tăng người, nếu mà chia làm 4 phần thì ta tăng thêm, cộng thêm 1 phần nữa, thì cái người nó sẽ hài hòa hơn nữa so với tổng thể ngôi nhà này. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì nếu mà nhìn tổng thể, tổng quan, zoom xa như này thì chúng ta thấy là người rất là nhỏ, siêu nhỏ nha. Người có thể to hơn nữa, đi với cửa nó thoải mái. Nếu không mà cái cửa này thành ra khổng lồ so với hai mẹ con người đây, đúng không? Nhất là bác đạp xích lô này, đúng không? Nó rất là nhỏ, chúng ta sẽ kích người cao hơn một chút nha. Tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ thấy là gốc cây, kỹ thuật chấm gốc cây bằng bút xanh màu hai mặt. Thực ra thì tương đối bông bông, nhưng mà có một số đoạn nó hơi nát. Và thứ hai là tiêu cần những màu, mảng màu nó sáng hơn ở phía bên trái, nó sáng hơn tí nữa, bên đó nó ánh sáng, nó sẽ sáng hơn nhá. Cả phần bên phải này nữa thì có vẻ là hơi nát này. Đối với những phần nát như này thì trong phần gốc cây nhé, các bạn quan sát tập trung gốc cây, chúng ta sẽ xử lý bằng cách là mình sẽ lưu lại cái màu màu lót, đó là màu nâu đen. Đấy, đây, cái màu đậm nhất của phần gốc cây này. Sau đó chúng ta sẽ lên từ từ theo cái tông nâu cộng với đen, cộng với vàng đất. Đấy, cộng với một tí đã, xong là làm độ trung gian. Và cuối cùng mình mới lên độ sáng dần, đấy chúng ta cách là cách sửa nhé. Chúng ta thường là chấm một lần chưa một phát ăn ngay được, nên chúng ta cứ phải làm nhiều lần, 2-3 lần. Nếu nó bị nát, nếu nó bị chưa ra theo đúng cái mong muốn của mình thì mình sẽ lại lưu đi và dập lại tiếp nhé. Cái tán cây này thì đang có một chút vấn đề, nó hơi đều màu. Độ sáng, ví dụ như tán, các bạn quan sát đỉnh tán vàng ở trên này thì mình thấy là nó vàng nhiều quá. Vàng chúng ta chia làm 1 phần trong 3 phần của màu lá, đúng không? Nó đậm này, trung gian này, sáng này. Giống như cái khoeo ở giữa này cũng khá là ổn nhá. Đấy, khoeo ở giữa này có đậm, có trung gian sáng rất là hay. Và sáng nó chỉ nhấn nhá một chút thôi. Hiện tại mình đang để nó hơi nhiều đó. Và mình sẽ khắc phục bằng cách là cho cái nét bút nó nhỏ hơn, xinh xinh hơn một chút nữa. Cái nét của chị đã đạt rồi nhá, rất là ok rồi, nhưng mà cái lực ấn vẫn hơi mạnh một chút, nên là mình cố gắng làm sao cho nó nhỏ hơn một chút nữa thì nó sẽ đẹp hơn được nữa nhá. Và thứ hai là độ vàng mình chỉ nhấn nhá bên trên đỉnh thôi, mình sẽ không nhấn toàn bộ khu vực bức tranh này. Chuyển sang phần mây thì chính xác là mây hơi nát rồi, và mây hiện tại đang màu hơi khô, nên chị ngay từ cái khâu ban đầu mình lót một lớp nhẹ mỏng màu thôi, xong bắt đầu mình mới đi từng độ một. Mây cũng giống như cây vậy, nó sẽ lên từ độ tối nhất này, xong lên sáng dần nhất. Màu tối đấy chính là những cái dáng mây, và màu sáng đỉnh lên thì chúng ta sẽ đẩy lên thành những cái lùm mây chính, ok chưa nào? Đấy, và chúng ta sẽ học cái cách mà mình phân lùm. Và nếu mà chị bí về cái lùm mây ấy, thì tôi sẽ inbox riêng và có thể gửi cái cấu trúc lùm mây dành cho bạn nhé, để chúng ta có thể dễ tưởng tượng hơn. Đó.
nhớ nhá, về những tỷ lệ đây. Để thấy là màu hơi khô thì chúng ta có thể quan sát cái màu nền đường của chị Trang, cũng như là cái cách tỉa nét này, thì là hầu hết là chị đang dùng màu nó hơi khô một chút, nên thành ra là cái đặc biệt là vẽ mây thì nó sẽ bị sượng ngay. Còn tổng thể bài đang rất là ổn. Ngoài ra những cái vỉa hè như này, chị để ý nhé, cái vỉa hè mép ngoài cùng đây, mép đen đen lớn ngoài cùng đấy, thì chúng ta có thể cho thêm một diện sáng nhẹ ở bên cạnh nữa. Đó. Và những cái mái như thế này chúng ta có thể nẹp ke, dùng nét ke bằng bút tiền 5K nhé, cho nó sẽ chắc chắn hơn tí nữa. Và với những cái đầu hồi đằng trước thì chúng ta có thể chế biến cảnh thêm, ví dụ như người bán vải, bán quần áo, người lập những cái ô, những cái chòi dựng lên đúng không nào. Đấy, màu sắc tươi tắn lên nhé. Còn cách làm thì chúng ta đang hiểu một chút rồi, và chúng ta sẽ cố gắng vẽ thêm 1 đến 2 bước nữa, sản phẩm nữa, cho nó vững vàng tay. Thậm chí là cùng một sản phẩm này chúng ta vẽ lại bước 2 là sẽ đẹp hơn rất là nhiều rồi nhé. Chúc chị thành công, tổng thể bài rất là ổn nhé. Về màu sắc thì chúng ta cố gắng hạn chế sử dụng cái màu vàng. Màu vàng này là vàng nguyên chất nên thành ra nó hơi bị chói quá nhé. Chúng ta có thể dìm bớt đi. Nếu mà so với bài gốc thì là màu bài gốc tông màu hơi trầm, còn bài này thì mình có thể đẩy tươi lên. Và tiêu tôn trọng cái ý kiến của người vẽ, đó chính là mình có thể thay đổi cái tông màu theo ý thích của bản thân mình. Tuy nhiên thì mình sẽ hơi dìm đi một chút cái màu vàng này, cho nó thành hơi cam cam, cho thấy hơi vàng đất một tí. Hoặc là cộng thêm một chút ghi nữa, cộng chút trắng nữa thì nó sẽ dịu hơn cái màu này. Đấy, tại vì nếu mà ta diễn chủ đích diễn cái ánh nắng buổi chiều hoàng hôn thì cũng ra vấn đề, nhưng mà nó sẽ dịu hơn một chút nữa nhá. Đấy, cho nó tổng thể nó hài hòa với nhau. Đừng nên để những cái mảng màu nó quá gắt, hoặc là nó quá là trầm, hoặc là nó quá là tối. Đây, ví dụ như là những đoạn này này. Đây, cái đèn nha, cái đèn ở ngay cạnh cửa sổ xanh dưới cùng nha, chỗ hai nhân vật mẹ với con đấy, cái khoảng đen ngay cạnh cửa sổ đấy nha, thì nó rất là mạnh, đúng chưa nào? Nên chúng ta chỉ cần giảm nhẹ thôi, vừa vừa thôi. Còn tường các thứ là chị làm rất là ổn rồi nha, cố lên. Đây, những cái mảng xanh chuyển sang đen này, mảng vải bạt này, chúng ta cũng cố gắng chuyển thật êm hơn một tí nữa. Cách làm cửa sổ cũng rất là ổn rồi. Những cái mảng cửa chính này, những cái cửa chính màu xanh xanh này, chúng ta có thể tăng thêm một diện sáng nảy nảy nhẹ nhàng, nhấn nhá, nhấn buông, để cho người xem thay đổi nhiều cái sắc độ đậm nhạt. Đó, nhìn thấy sẽ là thú vị hơn rất là nhiều nha. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị thành công nha. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện rất là nhiều bài nữa. Xin chào.